Số 1 phát 2 ơi. Gì mày yên. Hình gì. Thôi để em từ cửa đem coi nó hết cả. Ui tô có kìa. Hello, và chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Clip lần này mình sẽ lại tiếp tục về cái chuyên mục auto cùng người lạ thôi. Thì hôm nay thì khác với mọi hôm rồi, người lạ của mình không theo. Và trong đó thì mình có nghe thấy hình như là một bạn số 2 là bạn nữ. Mình nó. Cái gì mà thịt nó mới bắn nó cái quần què gì vậy? Thì một mình thử vào bot cam xem là có làm gì được hay không. Đây đây rồi, có một tên, một team này, một team này, một tên nóc này. Mình nóc một tên rồi đấy, đây chị đấy, nó đang bi tao này. Cái gì mà nó đang bi à? Nhảy vào đây cùng mình thì không nhảy, lại nhảy đi đâu vậy? Rồi Quỳnh của chúng ta vừa lại hốt được một bạn rồi. Đúng rồi, hơi khoai. Thôi từ từ đã, mình xuống kiếm cái giáp, cái mũ đã. Bắn mình luôn này. Sợ thực sự. Ui, nó lag quá anh em ạ, khổ thật. Má, mạng mình mấy này nó đang bị SIDA. Thế là thỉnh thoảng nó hơi lag phát. Bực thực sự. Không hiểu sao luôn. Rồi, có một tên ở bên phải này. Vào nhà của mình rồi. Như vậy là trong này tầm khoảng đâu đó là hai team. Trước mặt mình thôi. Đang lục cục. Hello bác Tài. Ui, đứng đây thì hơi hở nhở. Nghe vẻ hơi khoai. Nó lên trên tầng 2 rồi. Dã căng rồi. Bắt đầu trong này bắt đầu xảy ra giao tranh rồi. Từ mình phải cam bất. Mà mình phải cam được cái thanh niên này. Đang lục cục à? Có một tiếng bên dưới. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi này. Đi đâu vậy anh trai? Rồi bạn nó bắn mình luôn. Nó đứng sau cái bức tường này thôi. Tờ mình phải đổi góc. Phải đổi chỗ thì mới chơi được mấy cái thanh niên này anh em ạ. Không lên là đứng, gọi là đứng im một chỗ. Chết ngay. Có barrel, mình cầm thêm cây barrel. Đạn 7 sấy gần cho nó mạnh anh em ạ. Cái gì mà đã đụ má các thứ vậy? Hình như là số 2 với số 4 chơi cùng nhau. Đúng rồi, mình nghĩ là như vậy. Bước xuống đây. Này, bước xuống đây này. Còn một tên nữa. Nó đạn vào rồi, nó hết máu rồi. Còn một tên nữa. Lây dây trong chính nhà. Cái gì? Bà số 2 bầu gì tôi vậy? Anh 2. Anh 2, anh 3 gì? Hết anh 2, 2, 2. Rồi, lại có một team vào. Số 1 ơi. Gì vậy? Số 1 ơi, tôi đây. Vấn đề gì? Số 1 hack 2 ơi. Sao vậy? Sao lại bảo tôi hack? Gì? Thôi để em từ cửa đem coi nó hack à? À hack à? Ui định mệnh. Ui trời ơi. Chị 2 ơi. Không nấu. Chị 2 ơi. Chị 2 con gái mà cái mồm vô duyên vậy. Cứ gì đã bảo người ta hack. Thôi bây giờ thì đến thanh niên số 4 cũng bảo Yo, mình hack. Yo, chạy qua webcam con hack à? Hack à? Rồi, chị 2 và anh 2. Chị 2 và anh 2. Mồm hơi đi chơi xa. Cái mồm này là ăn mấy hơi cái gì nhiều. Để cho hiện tên nó không mừng. Rồi, chị số 2 thì bắt đầu văng rồi. Thế mình... Thế hả? Mồm của 2... không biết là chị 2 này anh 2 có phải là người yêu không?
nếu mà đúng là người yêu thì đúng là coi như thế là nồi nào úp vung đấy anh em ạ. Mồm đi chơi hơi xa, mình mới giết được có mấy thằng hách khủng gì mà cái gì mà đã đù má hách các thứ vẫn còn anh em ạ, trong này vẫn còn, chưa thể hết được. À đâu nhở, mình ở mình giết mỗi team một thằng, một rõ ràng ở bên này mình có thấy ba thằng mà. Thôi không, mình không chơi nhây được, uống nước xong mình đi thôi, không nhây được. Tiếp tục di chuyển thì trên bản đồ anh hai và chị hai cũng đã nằm xuống rồi. Anh hai chị hai gọi là nồi nào úp vùng đấy thì hơi khoai rồi, thì cũng chết, ôm nhau mà chết thôi, chắc chắn là sẽ soi mình rồi. Mic của thanh niên số 4 hơi ngu người, các bạn đen lắm, khẩu nghiệp là dễ chết lắm. Đen lắm, đâu bật hết đâu mà. Đúng rồi, ủi lại khẩu nghiệp. Chị số 2 này mồm chuyên ăn ấy rồi. Ăn ấy là ăn gì thì mình cũng không tiện nói, anh em xem thì cũng biết rồi. Mấy cái gọi là mấy cái thể loại này thì chúng ta không lên phải gọi là khiêm nhường. Tại sao? Mình giết được mấy người. Gì? Cả gì bọt cơ mà. Kinh thật. Mấy thanh niên còn hùa nhau gì bọt mình. Chị số 2 gì bọt mình anh em ạ. Ghê thật. Tại sao lại có những cái gọi là chị gái mà nó lại vô ý thức như thế nhở? Không phải vô ý thức, mình thấy là hơi vô duyên thôi. Chả có lý do gì mà bảo người ta hack, đúng không? Thôi kệ đi, mình di chuyển tiếp. Chạy nãy giờ mình chạy gọi là gần một cái vòng bản đồ rồi, không hề gặp một bất cứ một mình tưởng thoát rồi chứ nhở, họ ra vẫn ở trong này, mình không hề gặp một gọi là một team nào. Chạy muốn học cả bóng mồm ra anh em ạ. Thế là hai gọi là chị gái anh trai này, không biết là người yêu hay không nhưng mà vẫn đang xem mình. Cái gì vẫn còn đang nói cái quần què gì đấy. Mic đầu tiên thì còn nghe được, bây giờ thì không nghe thấy cái gì nữa rồi. Ui lại lag này. Vãi nồi ạ. Mạng hôm nay xì đà quá. Làm clip cũng không ăn thua nữa luôn. Vòng bò còn khá là to, còn có mười mấy thằng thôi. Hơi khoai. Các bạn gọi là mấy người lạ của mình nghe vẻ là hơi đen. Khẩu nghiệp phát là chết ngay. Chả có lý do gì đúng không anh em? Mình bắn được thì cùng lắm thì bảo bắn hay hay là hên. Đây đằng này chửi ngay được, đủ má nó hack. Ui, nghe mà gọi là muốn nhét ấy vào mồm mà của chị gái ha. Mình nói hơi thô một tí mong anh em thông cảm. Mấy cái gọi là mấy cái thể loại này ấy, không thể nào mà yêu thương được. Rồi như vậy thì ai dám đụ bạn. Phải lag này, ôi vãi trưởng. Thỉnh thoảng nó cứ bị giật hình một phát, bực thực sự anh em ạ. Bỏ top 1 đi ông ơi. Cái gì lấy top 1 gì? Cái top 1 này làm gì? Vừa ông bà còn gọi là đe gì bọt tôi cơ mà. Nào là gì bọt nó đi, nó quá ác các thứ. Mình lại sợ các bạn quá cơ. Rồi cứ ngồi đấy mà xem thôi. Rồi có tiếng súng bên này. Có tiếng súng rồi. Có hy vọng để ăn thêm mạng rồi. Mới được 8 mạng nghe vẻ nó không được thơm. Úi rồi lại bắn nhau này. Rồi bắn rồi. Căng rồi. Đây rồi. Rồi một tên. Hiếu. Này. Hiếu. Ui. Bắn thế mà không chết này. Này thì chạy này. Ui ôi. Hơi mù mắt nhưng mà cũng mất khá là nhiều máu rồi. Ui, bắt đầu dã lại mình rồi. Bắt đầu chơi rồi. Nằm này. Ui, đau thế. Hơi đau. Táp lại mình rồi.
nguyên team anh em ạ. Mình nhìn thấy đủ 4 luôn. Luôn ông ơi. Một sò quát này thì sò quát này. Sò quát này. Một tên. Nốc luôn rồi, gạt luôn rồi. Ui, đau thế. Ui, ui thôi toàn rồi. Ôi trời trời trời, xong rồi. Xong rồi. Ui. Đèn thế. Tự nhiên lại bị một team bên bên trái khèo. Chạy nãy giờ thì không gặp, đến lúc bắn nhau thì mới gặp. Ok, như vậy là clip của mình cũng dừng lại đây thôi. À, hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Clip hôm nay chúng ta nghe vẻ người lạ không thân thiện rồi.